Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. 10 sự thật không ngờ về việc uống nước chanh vào buổi sáng. Chanh là quả có rất nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Không phải tự nhiên mà các chuyên gia dinh dưỡng và sắc đẹp là khuyên chúng ta nên bắt đầu ngày mới bằng một cốc nước chanh ấm. Hai lý do chính cho việc này đó là chanh có tính kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ và khả năng kích thích hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, nước chanh cũng được biết đến với công dụng hỗ trợ giảm cân vì nó tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa và làm sạch gan. Uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng là cách rất tuyệt vời để cải thiện sức khỏe. Chanh chứa nhiều dưỡng chất, đặc biệt là axit citric, canxi, magie, vitamin C, bioflavonoid, pectin và limonin, giúp tăng khả năng miễn dịch và phòng chống các bệnh lây nhiễm. Dưới đây là 10 lợi ích tuyệt vời của việc uống nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng. Chuẩn bị, bạn nên sử dụng nước ấm tinh khiết, không dùng nước lạnh, vì cơ thể sẽ phải mất một khoảng thời gian và nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa so với nước ấm. Hãy dùng chanh tươi hoặc chanh hữu cơ nếu có thể, không dùng nước chanh đóng chai. Vắt từ 1/3 đến 1/2 quả chanh vào 500ml nước ấm và uống ngay trước mỗi bữa sáng. Lợi ích của nước chanh ấm mỗi sáng. Thứ nhất, hỗ trợ tiêu hóa. Do nước chanh chứa thành phần nguyên tử tương đồng với nước bọt và chất axit chloric của nước ép. Nhờ vậy, chức năng gan được cải thiện lên đáng kể, tăng cường sản xuất mật, loại axit thiết yếu cho hệ tiêu hóa. Chanh cũng rất giàu khoáng chất và vitamin, giúp làm giảm độc tố trong hệ tiêu hóa. Không những thế, nước chanh còn làm giảm các triệu chứng khó tiêu như trào ngược axit, hò hơi và đầy bụng. Hiệp hội ung thư Hoa Kỳ khuyến cáo nên sử dụng nước chanh ấm cho bệnh nhân ung thư để hỗ trợ kích thích nhu động ruột. Thứ hai, lợi tiểu. Nước chanh có tác dụng đào thải các độc tố không mong muốn khỏi cơ thể, tăng cường lợi tiểu. Vì vậy, khi uống nước chanh mỗi sáng, chất độc được giải phóng với tốc độ nhanh hơn, giúp bảo vệ đường tiết niệu được an toàn, khỏe mạnh. Ngoài ra, axit citric trong chanh giúp tối đa hóa chức năng của enzyme, kích thích gan và hỗ trợ giải độc. Thứ ba, kích thích hệ thống miễn dịch. Nhờ lượng vitamin C dồi dào nên chanh rất có lợi trong việc tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt là phòng chống cảm cúm. Hơn nữa, chúng rất giàu kali, giúp kích thích hoạt động của não bộ và hệ thần kinh, kiểm soát huyết áp. Trong chanh còn chứa vitamin C, có tác dụng chống viêm và được sử dụng để hỗ trợ cho bệnh hen suyễn và các triệu chứng hô hấp khác. Ngoài ra, nước chanh giúp cơ thể hấp thụ chất sắt tốt hơn. Sắt đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Thêm vào đó, chất saponin trong chanh còn có đặc tính kháng khuẩn, giúp tránh cảm lạnh và cúm. Chanh cũng giúp giảm lượng đờm của cơ thể. Thứ tư, cân bằng độ pH. Chanh là một trong những thực phẩm có tính kiềm mạnh nhất. Mặc dù chúng có axit, nhưng khi đi vào cơ thể con người, chúng lại có tính kiềm. Một khi được chuyển hóa, axit citric không tạo ra axit trong cơ thể. Chanh có nhiều axit citric như axit ascorbic. Đây là loại axit yếu, dễ chuyển hóa trong cơ thể. Do đó, hàm lượng khoáng chất của chanh cũng đủ để kiềm hóa máu. Bạn chỉ bị bệnh khi độ pH của cơ thể có tính axit. Vì vậy, hãy uống nước chanh mỗi sáng có thể giúp loại bỏ axit trong cơ thể, bao gồm axit uric trong khớp, một trong những nguyên nhân chính gây đau và sưng khớp. Thứ năm, làm sạch da. Thành phần vitamin C có tác dụng tương tự như các chất chống oxy hóa khác, giúp giảm nếp nhăn, tàn nhang và chống lại các gốc tự do. Vitamin C rất quan trọng đối với một làn da khỏe mạnh và rạng rỡ, vì tính kiềm sẽ tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây ra mụn trứng cá. Vì nước chanh giúp làm sạch độc tố khỏi máu, nên chúng có thể làm trẻ hóa làn da từ bên trong cơ thể. Bạn có thể áp dụng trực tiếp tinh chất chanh lên da qua đắp mặt nạ. Ngoài việc làm sạch da mặt, nước chanh còn rất tốt cho việc rửa tay và thích hợp cho da nhờn. Thứ 6, mang đến cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào và cải thiện tâm trạng.
năng lượng mà con người nhận được từ thực phẩm đến các nguyên tử và phân tử của những thực phẩm đó. Các ion tích điện dương của thức ăn đi vào đường tiêu hóa và phản ứng với các ion tích điện âm. Chanh là một trong số ít thực phẩm chứa nhiều ion tích điện âm, cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng hơn khi chúng đi vào đường tiêu hóa. Mùi chanh cũng có đặc tính cung cấp năng lượng và cải thiện tinh thần, giúp đầu óc minh mẫn hơn. Do đó, chanh cũng có thể làm giảm lo lắng và trầm cảm. Thứ 7, tăng cường chức năng phục hồi. Acid ascorbic, vitamin C có trong chanh giúp tăng cường việc tự chữa lành của cơ thể. Tương tự như vậy, nó cũng là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc duy trì xương, mô liên kết và sụn. Theo các nhà khoa học, vitamin C cũng có đặc tính chống viêm. Nhìn chung, vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe tốt, giúp phục hồi cơ thể sau căng thẳng và chấn thương. Thứ 8. Hơi thở thơm mát. Chanh, bạc hà hoặc sữa chua là những biện pháp tuyệt vời giúp thoát khỏi mùi hôi miệng. Ngoài giúp hơi thở tươi mát hơn, chanh còn làm giảm đau răng và viêm nú. Lưu ý, acid citric có thể làm mòn men răng. Vậy tốt nhất bạn nên đánh răng trước khi uống nước chanh, hoặc đợi một lúc rồi đánh răng sau khi uống. Sau đó, bạn có thể súc miệng bằng nước tinh khiết khi đã uống xong nước chanh. Thứ 9. Cấp nước hệ thống bạch huyết. Mất nước có nhiều hậu quả tiêu cực, bao gồm mệt mỏi hoặc uể oải, hệ thống tự miễn dịch yếu, táo bón, thiếu năng lượng, huyết áp thấp hoặc cao, thiếu ngủ, thiếu tinh thần minh mẫn, v.v. Vì vậy, uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng sẽ giúp hệ thống miễn dịch được khi rác hóa và thay thế lượng chất lỏng bị mất trong cơ thể. Thứ 10. Giảm cân. Chanh đặc biệt rất có hiệu quả trong việc giảm cân. Nó có khả năng khởi độc và giảm viêm tuyệt vời. Ngoài ra, nó còn cung cấp lượng vitamin C dồi dào với đặc tính chống oxy hóa. Chanh rất giàu chất xơ pectin giúp chống lại cảm giác thèm ăn. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có chế độ ăn nhiều chất kiềm hơn sẽ có xu hướng giảm cân nhanh hơn. Người làm được 5 việc này rất ít khi mắc ung thư, hãy xem bạn có thể tự áp dụng không. Sợ ung thư thì quan trọng ở khâu phòng ngừa, vì một khi đã mắc thì cách điều trị và vượt qua bệnh tật thường khó khăn hơn rất nhiều. 5 cách hữu hiệu bạn nên tham khảo và áp dụng. Ung thư là căn bệnh mà mọi người chỉ nghe nói đến thôi đã cảm thấy sợ. Ngay kể cả khi điều kiện điều trị can thiệp y tế đã ở mức hiện đại, nhiều người vẫn phải từ bỏ cuộc sống. Nhiều bệnh ung thư vẫn không thể được chữa khỏi hoàn toàn. Vì vậy mọi người đều rất sợ nếu như bản thân có bệnh ung thư. Trong cuộc sống có rất nhiều việc nhỏ, rất chi tiết, có thể giúp ngăn ngừa ung thư, nhưng nhiều người không biết nhiều về nó. Nếu chúng ta cùng thực hiện việc phòng ngừa ung thư bằng những thói quen thông thường, nguy cơ mắc ung thư sẽ giảm đi rất nhiều. Theo các chuyên gia sức khỏe, người nào duy trì được 5 thói quen sau đây, tỷ lệ mắc ung thư rất thấp. Hãy xem bạn có thể áp dụng được hay không. Thứ nhất, thường xuyên tập thể dục. Câu nói thể dục, vận động là nguồn gốc của sự sống, quả đúng là một chân lý. Khi nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng vận động, thể dục có thể mang lại nhiều sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật rất tốt. Người nào thường xuyên tập thể dục, cơ thể sẽ rất khỏe mạnh. Sự kiên trì trong tập thể dục có thể làm cho cơ thể có sức bền tốt hơn. Trên thực tế, bạn không cần phải đặt ra một mục tiêu lớn cho chính mình, miễn là bạn duy trì vào việc tập thể dục mỗi ngày. Bạn có thể chọn môn thể thao mà bạn quan tâm hoặc yêu thích. Đừng tập quá mạnh vào thời gian mới bắt đầu để không làm cho cơ thể quá tải, gây mệt mỏi. Người tập thể dục trong dài hạn, cơ thể có sự khác biệt rất xa so với người không có thói quen vận động. Thứ hai, bỏ thuốc lá và rượu. Hút thuốc và uống rượu được các bác sĩ cho rằng có nhiều cơ sở liên quan đến sự hình thành ung thư dạ dày, ung thư gan và ung thư phổi. Bản thân rượu không phải là một chất độc hại nếu bạn có thể kiểm soát lượng rượu trong cuộc sống hàng ngày. Uống một lượng rất nhỏ còn tốt cho cơ thể của bạn.
nhưng tiếc rằng hầu hết mọi người không thể kiểm soát bản thân khi uống rượu và thường xuyên uống quá nhiều rượu. Thuốc lá và rượu có mối nguy hiểm cho sức khỏe không giống nhau. Thuốc lá chứa các chất độc hại, chỉ hoàn toàn gây bất lợi cho cơ thể mà không có bất kỳ một tác dụng nào. Người hút thuốc trong thời gian dài có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi với tỷ lệ rất cao. Không những thế, mỗi khi hút thuốc, khói dịch chuyển vào phổi thông qua miệng, vòm họng và thực quản cũng sẽ gây tổn thương các bộ phận này, rất dễ dàng dẫn đến ung thư. Thứ ba, duy trì giấc ngủ đầy đủ. Có một nghiên cứu từng công bố rằng phụ nữ ngủ ít hơn 7 tiếng đồng hồ mỗi đêm có nguy cơ phát triển ung thư vú so với những phụ nữ ngủ đủ, cao trên 47%. Điều này là do cơ thể đang trong trạng thái ngủ, có thể tiết ra melatonin. Nếu chúng ta thức khuya thì sẽ không thể có tác nhân ngăn ngừa ung thư như việc duy trì một thói quen ngủ đủ giấc. Bên cạnh đó, giấc ngủ còn có hiệu quả trong việc có thể làm chậm sản xuất estrogen ở phụ nữ và có thể ức chế sự xuất hiện của ung thư vú. Bạn nên sắp xếp mọi việc để đi ngủ vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Thứ tư, thực hiện một chế độ ăn uống cân bằng. Mỗi ngày, bạn nên duy trì thói quen ăn 3 bữa chính với lượng thực phẩm cân bằng và thức ăn nên được đa dạng hóa. Tốt nhất, nên coi ngũ cốc là thức ăn chính, kết hợp với các loại ngũ cốc thô, ngũ cốc nguyên hạt với một lượng thích hợp. Khi ăn các món tinh bột khác thì nên giảm lượng cơm ăn vào để đảm bảo cân bằng ngũ cốc. Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả giàu chất xơ và vitamin, bạn nên giảm lượng thịt đỏ càng nhiều càng tốt. Bạn có thể ăn thịt trắng như cá và thịt gà. Ngoài ra, hàng ngày chú ý đến chế độ ăn uống, nên chọn thức ăn thanh đạm, ít dầu mỡ, ít muối, không ăn thức ăn quá cay, không tốt cho sức khỏe. Thứ năm, không ăn thức ăn quá nóng. Nhiều người trong chúng ta có thói quen thích ăn nóng ấm. Điều này thực sự phổ biến vì ăn nóng sẽ tốt hơn ăn lạnh. Nhưng nóng ở đây được hiểu là thức ăn đang còn ấm, thay vì các ăn nóng bỏng trên bếp như nước lẩu. Vào mùa đông, khi thời tiết giá lạnh hơn, xu hướng thích ăn món ăn nóng lại càng trở nên phổ biến. Thực tế cho thấy, nếu ăn thức ăn nóng trên 60 độ, có thể gây bỏng đường tiêu hóa. Đây là thói quen ăn uống rất xấu, có thể đốt cháy màng nhầy của niêm mạc miệng và thực quản chúng ta. Sau khi duy trì thói quen này trong lâu dài, có thể sẽ gây hoại tử niêm mạc. Nếu không được điều trị, có thể sẽ biến đổi ác tính thành ung thư. Cách tốt nhất là ăn thực phẩm ở nhiệt độ ấm, dưới 60 độ, thời gian nhai trong miệng đủ để thực phẩm nguội bớt rồi mới nuốt. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.